Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ngày 28 tháng 7 thông báo, tàu khách chạy tuyến Bắc Nam tiếp tục tạm dừng đón trả khách tại các ga Sài Gòn, Hà Nội, Sĩ An do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương. Cụ thể, tàu khách Bắc Nam sẽ không đón trả khách tại ga Sài Gòn đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, tàu tiếp tục không đón khách từ ga Dĩ An đến các ga, không đón trả khách tại các ga Biên Hòa, Long Khánh đến hết ngày 1 tháng 8 không đón trả khách tại các ga Ninh Hòa, Tuy Hòa kể từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2021. Trước đó, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tạm dừng không đón trả khách tại các ga trên để phòng dịch. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng tạm dừng đón trả khách tại ga Hà Nội từ ngày 25 tháng 7 do Hà Nội thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 TTG của Thủ tướng Chính phủ. Hành khách đã mua vé có ga đi, ga đến là các ga trên và có ngày đi tàu trong thời gian tạm dừng đón trả khách, được trả vé, bảo lưu tiền vé để sử dụng mua vé đi tàu trong năm 2021. Nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết, hành khách sẽ được hoàn lại trong năm 2022.